Chào các bạn tin nhanh 24/7. Vua dập Yamaha KTM, Honda sắp ra bơm tấn nước bài 1000cc đỉnh nhất mùa đại. BMW S1000R, Yamaha MT10 và KTM 1290 Super Duke là những mẫu súp bài điển hình nhất trong một khúc nước bài với thiết kế mang tính đơn giản không cầu kỳ. Với thiết kế mang tính đơn giản không cầu kỳ, chú trọng vào cái tính năng và hiệu suất cũng như chế độ vận hành trên các loại địa hình, mang đậm cái chất bụi trần và thích cho những ai xe dịch rong ruổi trên những niềm đam mê khám phá vùng trời mới. Với tư thế ngồi không cần gặp người quá như Sportbike, cộng thêm tay lái được điều chỉnh là hơi cao ở phía trên, giúp cho người điều khiển không bị đau lưng. Và các mẫu nước bài đều được thiết kế sao cho trọng tâm của xe nằm ở tầm trung với mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất. Và đặc biệt là thường các mẫu xe này đều có thiết kế phần đầu là khá nhỏ chứ không hầm hố như Sportbike. Và dĩ nhiên cái gã khổng lồ hai bánh Honda thì tất cả mọi phân khúc từ bình dân đến cao cấp nhất đều không thể bỏ sót. Và đó chính là lý do CB1000R thời mới nhất đang nằm trong kế hoạch sẽ ra mắt vào năm sau. Honda đã khởi động cái chương trình và hình ảnh compact đầu tiên này về cái mẫu CB1000R. Honda CB1000R đột phá là bỏ hoàn toàn thiết kế cũ từ đầu xe, thân xe cho đến ống xả v.v. Và cái dòng xe này từng làm mưa làm gió ở thị trường mô tô thế giới và đã chính thức khai tử nhường chỗ cho người đàn em mới, mạnh mẽ hơn và đẹp hơn. Chỉ riêng trong năm 2007, không tính cái mẫu compact ra mắt thì Honda đã cho lên kệ hai mẫu mô tô ở phân khúc tầm thấp nhưng lại mang giá trị lực cực kỳ cao với thiết kế đột phá mọi thời đại. Đó chính là CB150R và CBR250R 2007. Hai mẫu xe đầu tiên của phân khúc này dù mức giá bán ở trên thị trường với mức giá là vượt ngoài sức tưởng tượng của các chuyên gia phê bình xe, nhưng nó vẫn hot đến độ mà các lý sẵn sàng bán mức giá cao mặc cho người tiêu dùng than trách. Dù chơi giá đắt nhưng không ít tín đồ đam mê tốc độ sẵn sàng bỏ ra một số tiền cao để sở hữu được hai con hàng đắt giá này. Và bây giờ CB1000R 2008 kẻ mang cho mình thiết kế lực cổ điển từ khi được sản xuất vào năm 2007 và cuối cùng đã lột xác cho một hình hài mới cùng với khối động cơ được giới chuyên gia dự đoán sẽ được nâng cấp từ 142 mã lực lên thành 170 mã lực để thỏa mãn được cái niềm đam mê tốc độ của các biker. Và phía đại diện Honda vẫn chưa ra mặt để đính chính về bất kỳ những thông tin gì về cái mẫu CB1000R 2008 này. Nhưng theo một nguồn tin đáng tin cậy và cho hay, nếu không có gì bất ngờ thì cái mẫu xe này sẽ được ra mắt tại triển lãm ESMA ở Ý vào cái trong tuần tháng 11 sắp tới. Theo dõi tin nhanh 24/7 để cập nhật tin tức xe máy nhanh nhất ở Việt Nam các bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, đừng tiếp nhớ like, share, subscribe.